Đế chế La Mã của ta vững mạnh, hùng dũng như một chú chim vương. Toàn bộ lục địa giờ đã nằm dưới tay ta. Chỉ riêng có cái hốc bò to này, bọn chiến binh Go vẫn nhẫn nhơ cười đùa ngay trước mũi của ta. Khu rừng bé nhỏ của chúng phải nhường chỗ cho những công trình vĩ đại bị bao vây bởi nền văn minh La Mã, buộc chúng phải sát nhập hoặc là xóa sổ. Ngài định đặt tên gì cho thành phố uy nghiêm này? Dùng đất thần thánh. Sếp chỉ huy ơi, tụi tôi cần nói chuyện với ông. Ngài ấy đang bận họp, cần gì ta sẽ nhắn lại. Chúng ta làm gì đi, Panoramis? Phải khai sáng rừng rậm của chúng, mở đường cho nền văn minh mới. Thần có ý này, nhưng chắc là ngài không có thích đâu. Ai? Chúng ta sẽ đập cho bọn La Mã một trận lên thần. Đó đó, ý thần là vậy đó. Hỏi các chàng trai ai tham chiến nào? Không. Còn người dân, chúng ta phải tìm cách nào đó đuổi họ đi mà không cần vũ lực. Ta đã hiểu ý của ngươi. Nói gì chưa mà hiểu? Thì cái ý là cái ý đó đó. Cái này bao nhiêu tiền? 1 đồng La Mã. Giá đặc biệt cho dùng đất thần thánh, 40 đồng. Cho một cái. Bọn ngươi càng ngày càng tham lam ngu ngốc. Sai rồi, bọn ta đã ngu từ trước khi bọn người La Mã tới lưng. Đúng rồi. Người Gula sẽ muốn được sống như người La Mã. Kế hoạch của Caesar sẽ nhân lên gấp ngàn. Phải sáng bằng cho được ngôi làng đó. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng lôi xương của người ra. Có xương? Ta không có kêu người. Tấn công! Các người không được! Bước tới! Mau xe ra đi, bé đâu đi? Nhìn theo hướng tích cực thì đây chính là động lực thúc đẩy của quân ta. Thấy cũng hay mà. Asterix và vùng đất thần thánh. Hả? Thử miếng nha, không giống chanh nhà. Dự kiến khởi chiếu ngày 29 tháng 4, 2015.